Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn dạng toán tìm x dạng nâng cao hơn một chút các bạn nhé. Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn dạng toán tìm x ở dạng cơ bản rồi. Và hôm nay mình sẽ nâng cao lên một chút nữa để cho các bạn biết cách làm nhiều hơn. Và bây giờ mình mới có ví dụ như sau. Ví dụ 1 là x nhân 5 cộng 27 bằng 102. Chúng ta sẽ vào làm từng ví dụ một các bạn nhé. Ví dụ 1 này. Nhân 5 cộng 27 bằng 102. Các bạn nhìn xem, x là số chưa biết. Và bây giờ nhân 5 cộng 27 bằng 102. Bây giờ mình lại thêm hai phép tính ở đây rồi, là rất khó các bạn nhỉ. Vừa thêm nhân 5 và cộng 27, giờ làm phép tính nào trước các bạn nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ làm về các bước đơn giản trước, để về bước cơ bản như hôm trước chúng ta làm. Và bây giờ mình sẽ làm như sau. X nhân 5, x là ẩn số chưa biết nên ta giữ nguyên. X nhân 5 bằng 102. Chúng ta bên đây là 27, chúng ta chuyển sang đây là trừ 27. Và x nhân 5 bằng 102 trừ 27 bằng bao nhiêu các bạn? 12 trừ 7. Ta mượn 1 thành 12 trừ 7 còn 5. Nhớ 1 sang đây là 3, 10 trừ 3 còn 7. Vậy ta có kết quả là x nhân 5 bằng 75. Vậy ta về bước cơ bản rồi, nên bây giờ ta rất dễ làm cái bước này. Vậy ta biết ngay là x bằng bao nhiêu. X sẽ bằng, x của nó là bằng 75. Và chúng ta chia cho 5, chia cho số thừa số đã biết của bên vế này. Chúng ta lấy 75 chia cho 5. Các bạn luôn nhớ cho mình một điều nhé, khi vế trái của nó là nhân 5 thì sang vế phải chúng ta chuyển thành chia 5 các bạn nhé. Và x bằng 75 chia 5 được bao nhiêu các bạn? Bằng 75 chia 5, 7 chia 5 được 1, dư 2, 2, 3, 5 xuống là 25, 95 được 5. Vậy ta có ngay kết quả là x bằng 15 các bạn nhé. Bây giờ ta sang ví dụ 2. 150 trừ x nhân 14 bằng 28. Vậy mình sẽ làm như sau. X là ẩn số chưa biết nên ta giữ nguyên cả cái cụm này. 150 trừ x bằng 28. Bên đây là nhân 4, ta chuyển sang bên là chia 4. Vậy 150 trừ x sẽ bằng 28 chia 4 bằng 7. Vậy x bằng bao nhiêu các bạn? Hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cái phép tính này rồi nhá, cái phép tính cơ bản nhất. Khi trước dấu x là trừ thì ta viết như này, x hạ x xuống sẽ bằng 150 trừ đi 7. Vậy x bằng bao nhiêu? X bằng 143. Các bạn có nhớ cái phép tính này hôm trước không ạ? Khi trước dấu x là dấu trừ thì ta chuyển thành 150 trừ 7 các bạn nhé, chứ không phải là 7 trừ 150. Bây giờ mình sang ví dụ thứ 3. Ví dụ 3, x chia cho 3 bằng 72 nhân 5. Và tao có phép tính như thế này. Vậy x là số chưa biết, ta hạ cả x chia cho 3 xuống bằng 72 nhân 5. 72 nhân 5 bằng 25 là 10, 0, 1. 7 x 5 bằng 35, nhân 1 là 36, ta có là 360. Và ta đã đưa về bước cơ bản nhất. Vậy ta có x bằng 360 x 3. Vậy ta x có x bằng 1080.
Và mình đã làm xong ví dụ thứ ba. Rồi là xong ví dụ thứ 4. Ví dụ 4 các bạn nhé. 120 chia cho x cộng 2 bằng 14. Vậy ta làm như sau. X là số chưa biết, ta hạ cả cụm 120 chia cho x xuống bằng 14, ta giữ nguyên. Bên đây là cộng 2, ta chuyển sang bên đây nó là trừ 2. Vậy 120 chia cho x sẽ bằng 12. Và ta đã đưa về bước cơ bản rồi. Bây giờ ta sẽ tính x như sau. X sẽ bằng, các bạn có nhớ cái phép tính này hôm trước không ạ? Phép tính này luôn luôn lưu ý cho mình nhá. 120 chia x bằng 12, vậy ta sẽ viết thành x bằng 120 chia cho 12 các bạn nhé. Vậy x sẽ bằng 120 chia 12, x sẽ bằng 10. Ta có luôn kết quả luôn. Vậy hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn là dạng tìm x, dạng nâng cao các bạn nhé, dạng khó hơn một chút. Các bạn nhớ về làm nhiều phép tính để làm được những bài toán này nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái mẹo nhỏ để các bạn khi mà các bạn còn băn khoăn, còn không biết kết quả mình làm đúng hay không thì các bạn hãy làm như thế này. Bây giờ mình ví dụ các bạn tìm ra được x, ví dụ 4 nhá, các bạn tìm ra được x bằng 10 rồi. Các bạn bây giờ các bạn cũng băn khoăn là không biết kết quả này có đúng hay không thì các bạn hãy làm như thế này các bạn nhá. X bằng 10, các bạn thay luôn vào cái này. Thay luôn vào cái phép tính đầu tiên ấy. Và mình sẽ viết lại cho các bạn xem có đúng không. 120 chia cho x bằng 10, ta thay luôn vào đây, cộng 2 bằng 14. 120 chia cho 10 thì bằng 12. Vậy 12 cộng với 2 bằng 14. Bên đây 12 cộng 2 bằng 14. Và bên đây cũng bằng 14. Hai vế bằng nhau là đúng các bạn nhé. Các bạn có hiểu không ạ? Khi các bạn còn lo lắng, còn băn khoăn, không biết các bạn có làm sai hay không, có làm đúng hay không, thì các bạn khi biết giá trị x bằng bao nhiêu rồi, các bạn thay luôn vào cái phép tính đầu tiên là các bạn có ra kết quả luôn. Và bây giờ mình sẽ làm cái ví dụ thứ nhất cho các bạn xem nhé. Ví dụ thứ nhất này, các bạn tìm ra được x bằng 15 đúng không ạ? X bằng 15 và mình thay luôn 15. 15 vào đây. 15 nhân 15 cộng 27 bằng 102. Bây giờ 15 nhân 5 bằng bao nhiêu các bạn? Tiện thể mình hướng dẫn các bạn nhân nhẩm luôn nhá. 15 nhân 15 bằng 10 nhân 5 bằng 50. 5 nhân 5 bằng 25. Và kết quả có ngay là bằng 75. 75 cộng 27 bằng 102. Và 75 cộng 27, 5 cộng 7 bằng 12, với 2 nhân 1, 7 cộng 2 là 9 nhân 1 là 10. Kết quả bằng 102, hai vế bằng nhau. Hai vế bằng nhau là kết quả đúng các bạn nhé. Là kết quả quả bạn tìm giá trị x là đúng. Và video của mình xin dừng tại đây. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh ở phía dưới video để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn.